Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một đĩa trứng nướng siêu to khổng lồ các cháu nhá, để ăn kèm với lại muối tiêu chanh cho nó ngon. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa trứng nướng hôm nay này. Đấy, bà chuẩn bị gần 100 quả trứng gà đấy. Gần 100 quả trứng gà đấy. Còn gia vị, còn có cả rau răm này các cháu này, để ăn kèm này. Và đây là muối tiêu này, đây là hạt tiêu này, và đây là hạt lêm này. Thế còn đây là bột ngọt này, còn đây là nước mắm nhá. Đấy, gia vị là gồm có những thứ đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi hút cái trứng ở, hút bỏ trứng ra, ra cái bát, sau bà đánh gia vị vào, nước mắm, mì chính, bột ngọt vào. Sau bắt đầu bà lại đổ vào cái quả trứng này nhá. Sau bà mang đi hấp, sau bà mang đi nướng nhá. Rồi, thì bây giờ bà đi thực hiện luôn, kiểu các cháu chờ lâu nhá. Thì bà làm rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đi ăn ấy. Mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Thôi đi, bà đi thực hiện. Các cháu ơi, bây giờ bà thực hiện luôn nhá. Bà làm này các cháu này. Đấy, đây, đây, trứng bà này để chén đây. Chén bà rửa sạch rồi nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà làm này. Trước tiên là bà làm này. Có bác thì lấy kéo, nhưng mà thôi bà thì lấy cái này. Bà búng bục cái đầu đi. Đấy. Sau tí là bà phải lọc vỏ đấy. Rồi, bây giờ bà đánh loãng ra các cháu nhá. Bà đánh loãng bà dốc vào đây. Các cháu ạ, cái món trứng nướng này là nó khó nhất cái lấy này ra này, cái công đoạn này. Đấy, các cháu thấy chưa? Đấy, rồi. Lại để đây. Tiếp, bà làm tiếp. Đấy, bà búng búng cái đầu rồi nó bục đi. Rồi, bà lại oanh nát nó ra. Cho bà lại phải cho vào cái dây để bà lọc cái vỏ của nó nát ra các cháu ạ. Các cháu ơi, cái này là bà phải làm cẩn thận lắm, không nó vỡ mất cái vỏ trứng đấy. Cái vỏ này sau bà lại còn phải cho gia vị muối tiêu rồi vào, xong bà đánh loãng bà lại bơm nó vào đây. Đấy, đó, lâu nhất là cái món trứng nướng, lâu nhất là cái này. Wow. Đấy, bà lại quấy lát ra. Các cháu ơi, đấy, bà đã hút hết trứng ở đây rồi này. Gần 100 quả bà đã hút đây rồi này. Thì bây giờ bà bỏ gia vị vào nhá. Bỏ gia vị vào, bà đánh loãng lên, sau bà lọc, bà lọc xong rồi bà lại lấy xà lanh bà lại bơm vào cái quả trứng này. Nào, trước tiên là bà cho hạt lêm vào. Đấy, trước tiên là bà cho hạt lêm. Quả hạt lêm vào ăn cho nó ngon. Đấy. Rồi, bây giờ bà để đây. Bà cho tí bột ngọt vào. Rồi, bây giờ là món trứng nướng của bà đây là không thể thiếu muối tiêu được, hạt tiêu được. Đấy, hạt tiêu đấy, thơm ngon hạt tiêu. Rồi, và bước tiếp theo là bà cho nước mắm. Bà cho nước mắm vào để ăn nó đậm đà đấy. Có các bác thì cho mật ong hoặc là cho đường, nhưng mà thôi bà không cho. Đấy. Nào, bây giờ bà đánh loãng lên nhá. Bà đánh này, bà đánh cho bà lọc. Các cháu ơi, bây giờ bà lọc nhá. Rồi, bây giờ bà lọc là bà lọc, bà loại bỏ không may là những cái vỏ trứng nó rơi vào nhá. Đấy, nào, nào bà lọc. Wow. Đấy, bà lọc đây các cháu ạ. Bà lọc và bạn loại bỏ cái vỏ trống á, không may nó rơi vào. Các cháu ơi, đây bà lọc xong rồi các cháu ạ. Đây, nó đổ lại cái mã này. Đây, các cháu này đấy, không lấy được nữa rồi. Lao, đấy, rồi, bây giờ bật. Các cháu ơi, đấy, bà có dùng cái xà lanh này này, sau bà sẽ hút vào đây, sau bà sẽ bơm vào đây các cháu nhá. Xà lanh bà đã mua xà lanh mới và bà lại rửa rồi các cháu ạ. Đấy, rồi, nào bây giờ bà sẽ hút xà lanh này.
Đấy, sau bà lại bỏ vào đây, bơm vào đây. Đấy, nó rất tỉ mẩn, cái món trứng nướng này nó tỉ mẩn. Cũng có thể là lấy cái ca mà múc vào cũng được các cháu ạ. Như thôi bà lấy cái xà lanh này, đấy. Sau bà bỏ lên bếp bà hấp, chưa đầy. Rồi, bà cho nó gần đây. Rồi, đấy, ba cái các cháu ạ. Rồi, bà lại hút tiếp. Đây. Các cháu ơi, đấy bà bơm xong hết rồi. Đấy. Gần 100 quả rồi. Không hết được các cháu ạ. Đây vẫn còn chỗ này, thôi bà bỏ vào cái bát để tối rán ăn cơm. Đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ mang đi hấp nhá. Hấp nó chín lên xong bà cho vào nướng. Các cháu ơi, thì bây giờ bà bỏ trứng vào sôi hấp chín lên nhá, xong bà mang ra nướng đấy. Đây các cháu này, bà cũng con trai bà cũng xuống bếp giúp bà rồi. Đây đấy, để tí bà đặt lên cái bếp và bà nướng nào. Bây giờ bà bỏ vung, bà bỏ trứng vào này. Wow. Đấy, đây, bây giờ bà xếp vào. Các cháu ạ, chắc là một mẻ không hết rồi. Bà phải sôi làm hai lần. Đấy, phải sôi chỗ khác. Đi đặt nồi nữa rồi. Các cháu ơi, cái này là chắc là nó cũng nhanh chín đấy. Nhưng mà không biết là chắc là bà phải cho, khi nó sủi bà phải cho nhỏ lửa, không nó lổ đấy. Các cháu ơi, thế bà phải sôi làm hai lần rồi. Đấy, thì bây giờ bà đậy vung vào nhá. Là bà đậy vung vào. Đấy. Độ 10-15 phút bà mở ra. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà bỏ trứng ra nhá. Đây, các cháu này. Wow, nó chín rồi các cháu ạ. Đấy, bà chọc que tăm vào rồi. Nó cứng rồi các cháu ạ. Thì bây giờ bà bỏ ra nhá. Nào, bà bỏ ra, bà sôi tiếp mẻ nữa. Wow, đấy. Đây, nó xùi ra này các cháu ạ. Rồi. Lúc bà sôi bà sợ nó lổ, nhưng không thấy nó lổ các cháu ạ. Nếu quả mà đầy quá thì là nó cùi, mà quả vơi nó không cùi các cháu ạ. Các cháu ơi, đây bà sôi được một mẻ rồi, còn một mẻ nữa bà đang sôi nhá. Thì bây giờ bà sẽ loại bỏ những cái nó xùi ra này các cháu ạ, để sau bà cho vào nướng. Đấy. Đây, bà để đây. Bỏng quá. Đây. Những quả ít thì nó không xùi lên các cháu ạ. Tôi bị bỏng luôn. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bắt đầu vào nướng nhá. Đấy, còn công đoạn nướng này là xong cái món trứng nướng đấy, các cháu ạ. Xong công đoạn nướng này là xong rồi, là chén rồi các cháu ạ. Bà phải bỏ chén ra. Bỏ quá. Các cháu ơi, đấy bây giờ bà giỏ nó lắt các cháu ạ. Nó lở bùm bùm rồi. Đấy. Nó lắt rồi, thơm lắm các cháu ạ, cái mùi tiêu ơi, hương mắm ơi. Đấy. Đấy, các cháu nhìn nó vừa lứt luôn. Wow. Đấy, lộ bộ bộ. Các cháu ơi, thơm lứt rồi. Đấy, thơm lứt rồi đấy. Wow. Thì bây giờ bà gắp ra nhá, những cái quả nó lở rồi các cháu nhìn này. Wow. Đấy, nó lở rồi. Đấy. Nó lứt các cháu ạ. Wow. Cho nó lất được thơm. Các cháu ạ, nó lất ra được cái lất này thơm lắm các cháu ạ. Đấy, bà nướng vụ quá nó lất rồi. Đấy, các bác nướng không lất cho bà nướng, nó lất nó lổ bùm bùm. Thơm lứt rồi.
đấy, lớp nhưng mà ngon các cháu ạ. Đấy. Wow. Rồi. À các cháu ơi, đây theo bà lướng chẳng ngồi các cháu ạ. Rồi thì bà mang ra kia bà, mấy bà cháu nhà bà thưởng thức nhá. Thì bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhá. Ở đây. À các cháu ơi, đây thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Rồi thì bây giờ bà lấy bà mời các cháu với các con nhá. Vâng. Ở đây bà trứng thơm quá bà. Trứng nướng ngon quá, ngon quá. Các bạn ơi, trứng nướng tuyệt vời luôn các bạn. Bà nướng hơi vụng của cháu là nó lấp ghê lắm, nó lấp bồm bồm. Nhanh đây. Cảm thấy ấm đi. Đây các cháu. Chuyển đây. Mỗi người ba quả. Rồi. Đây, cháu ơi, đã đang đấy. Chuyển. Ok. Ăn đây nhá. Các bạn ơi, trứng nướng chấm với muối tiêu chanh rất ngon luôn. Ngon các bạn. Quá. Các cháu này, bà lướng vụng qua luôn lất ra để đấy. Lướt nó thơm à? Lướt nó thơm. Lướt nó thơm. Ngon. Thôi ấy và mời các cháu. Ngon quá. Chú ăn nhá. Mời ấy. Mời mọi người nha. Mời tất cả mọi người nha. Nhờ cái món trứng nướng này là chấm muối tiêu chanh các cháu ạ. Chấm muối tiêu chanh, đấy muối tiêu chanh. Ăn kèm với rau răm. Thì mời tất cả các bạn nhá. Đấy, trứng muối chấm với trứng muối. À gì? Trứng nướng các bạn ạ. Nhầm. Chấm với muối tiêu chanh các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn, con mời mẹ nhá. Cho em chấm phát. Đấy. Mời các bạn nhá. Một miếng thôi các bạn ạ. Ngon quá. Ngọt hoàn vào mồm, ngon hoàn. Tuyệt vời. Mình mời tất cả các bạn nha. Đầu tiên cháu ăn trứng nướng của tao ạ. Ngon. Thơm. Như là dậy lên mùi tiêu gì vậy. Ngon. Dậy mùi tiêu. Mùi tiêu. Làm với rau răm nữa các bạn nhá. À, các cháu ơi, đấy bà chấm muối tiêu chanh này. Ba cháu nó quả nữa nhá. Ui này, con mẹ ăn hết chục quả mẹ ạ. Thơm mùi tiêu lại ngọt ngọt vị hạt lêm, thơm thơm vị trứng, ngon các cháu ạ. Ngon, ngon quá. Mà ăn đấy các bạn ạ. Ăn là phải ăn cả quả nó mới ngon. Ăn một miếng rồi, đúng rồi. Rau răm này, ngon quá. Ăn kèm với rau răm các cháu ạ. Ăn đây đi. Nhưng mà tất cả mọi người. Ơi. Ngon lắm các bạn ạ. Ngon. Ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn. Ngon nhất luôn các bạn. Hôm nay được thưởng thức trứng bà Tân với lóc ngon thật. Chỉ một miếng các bạn ạ, đúng một miếng duy nhất rồi. Thôi, phần thứ ba này. Kèm với rau răm. Ngon. Đây, hạt tiêu nó lắng hết bên dưới vậy nhỉ? Ngon. Đây các bạn này, hạt tiêu rồi, đấy nó đen nha các bạn nha. Nó lắng ở dưới. Cháu xin bảo là mới còn lồng tí lồng đào. Cháu ạ, đấy, thơm lắm. Cháu ăn quả thứ ba rồi. Thế à? Cháu ăn một đống quả này. Ở đây cũng thứ ba rồi. Ăn kèm với rau răm. Hợp. Mình quả thứ tư các bạn nhé, ngon thật. Mình quả thứ năm rồi nha. Quế. Chưa. Các cháu ơi, đấy cái món trứng nướng của bà hôm nay thế là hết rồi các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi nhé. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì cho bà một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà.